Làm thế nào để sửa lỗi camera Oppo Find N? Xin chào các bạn thân mến, các bạn có khỏe không? Mong các bạn vẫn khỏe. Sức khỏe tốt và tinh thần vui vẻ. Hôm nay mình có video mới với các bạn đó là cách khắc phục lỗi camera Oppo Find N như thế nào. Mong các bạn thích nhưng trước khi xem hãy đăng ký kênh để đón nhận tất cả những gì mới và bay. Giờ chúng ta cùng theo dõi thuyết minh nhé. Giải pháp khắc phục sự cố camera Oppo Find N. Điện thoại thông minh có thể gặp lại này có tổng kích thước màn hình LCD 7,1 inch. Nó có 3 camera phía sau là 50 MPF 1.8 cho góc nhìn rộng sử dụng cảm biến máy ảnh Sony. IMX766, 13 MPF, 2.4 để zoom quang học 2X và camera cuối cùng 16 MPF, 2.2 cho góc rộng 123. Độ camera trước có độ phân giải 32MP F2.4. Điện thoại này được trang bị CPU Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G có bộ xử lý tín hiệu hình. Ảnh 3 nhân CVIPS Qualcomm Spectra 580 14 bit. Máy ảnh này có OIS ổn định hình ảnh quang học và gyro EIS để giảm hiện tượng nhòe khi bắt. Tay Chúng tôi có thể quay phim lên đến 4K ở tốc độ 60 khung hình 1 giây hoặc 1080p ở tốc độ 240 khung hình 1 giây bằng camera chính ở thân sau. Tuy nhiên, một số người dùng đang gặp sự cố với camera Oppo Find N. Chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp đơn giản để khắc phục sự cố camera Oppo Find N. Tại sao camera Oppo Find N phản hồi chậm hoặc hoạt động chậm chạp? Oppo Find N là một điện thoại thông minh độc đáo với nhiều camera và một điện thoại thông minh. Có thể gặp lại, cảm biến máy ảnh Sony được sử dụng để cung cấp các bức ảnh và video chất lượng cao khi mới ra mắt trên thị trường. Chiếc điện thoại này đã được cài đặt ứng dụng Oppo Camera tuyệt vời với nhiều tính năng và bộ lọc cùng với Android 11 và ColorOS 12. Tại sao một số người dùng gặp sự cố chậm hoặc lag khi sử dụng máy ảnh? RAM rất quan trọng để giúp các ứng dụng camera của Oppo Find N hoạt động trơn tru. Chú. Chúng tôi có thể mua RAM 8GB hoặc 12GB. Hãy cẩn thận khi cài đặt và chạy một số ứng dụng trước khi chụp ảnh hoặc quay video. Nếu chúng ta mở quá nhiều ứng dụng, RAM sẽ không đủ. Điều gì sẽ xảy ra khi RAM không đủ? Điện thoại này sẽ cố gắng buộc đóng các ứng dụng cũ hơn không sử dụng để giải phóng thêm dung lượng RAM nhằm tránh sự cố hoặc treo máy. Quá trình này sẽ gây ra một số độ trễ trong Oppo Find N để giải phóng RAM. Vì vậy, ứng dụng máy ảnh Oppo Find N của chúng tôi sẽ chạy chậm hơn. Vui lòng đóng tất cả các ứng dụng không sử dụng trước khi chụp ảnh hoặc quay video. Nếu chúng tôi muốn ghi lại khoảnh khắc chụp ảnh nghiêm túc Vui lòng xem xét việc khởi động lại hoặc khởi động lại chiếc Oppo Find N của bạn để làm sạch. Quá trình tiền cảnh hoặc hậu cảnh. Làm thế nào để khắc phục sự cố camera Oppo Find N? Điện thoại này đi kèm với một camera phía sau tuyệt vời và một camera phía trước để chụp ảnh tự. Sướng, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp một số bước để khắc phục sự cố camera Oppo Find N. Vui lòng làm theo một số bước bên dưới. Bước 1, đặt lại Oppo Find N về mặc định gốc bằng menu cài đặt camera. Khởi chạy Oppo Find N. Hãy đảm bảo rằng ứng dụng máy ảnh của chúng tôi vẫn có thể hoạt động phát khi bạn nhấn vào. Biểu tượng máy ảnh, nhấn vào biểu tượng máy ảnh để kích hoạt ứng dụng máy ảnh. Đi tới menu cài đặt trong các ứng dụng máy ảnh này. Thường là biểu tượng menu có bánh răng trong ứng dụng máy ảnh. Trên trang menu cài đặt máy ảnh, vui lòng cuộn và tìm khôi phục cài đặt mặc định. Vui lòng chọn OK khi Oppo Find N yêu cầu xác nhận để đặt lại tất cả cài đặt máy ảnh về cài đặt. Gốc, cách khắc phục sự cố camera trên Oppo Find N. Bước 2, đặt lại máy ảnh Oppo Find N của bạn về mặc định gốc bằng menu cài đặt. Trên thực tế, các bước này tương tự như bước 1, nhưng chỉ khác khi bắt đầu quá trình vui lòng sử dụng các bước này khi ứng dụng máy ảnh không chạy khi chúng ta nhấp vào biểu tượng máy ảnh khởi chạy oppo phi n chuyển đến menu cài đặt chọn quản lý ứng dụng chọn hiển thị các quy trình hệ thống chọn một máy ảnh cuộn cho đến khi chúng tôi tìm thấy nó trong menu chi tiết máy ảnh vui lòng chọn buộc dừng và đảm bảo máy ảnh này đã dừng trong danh sách chi tiết máy ảnh, vui lòng chọn sử dụng bộ nhớ và nhấn xóa dữ liệu. Khi nó yêu cầu xác nhận, vui lòng chọn xóa hoặc ok. Sau đó, các ứng dụng máy ảnh Oppo Find N sẽ được khôi phục về cài đặt gốc. Bước 3, cài đặt ứng dụng máy ảnh thay thế cho Oppo Find N. Sau khi thử bước đầu tiên và bước thứ hai nhưng máy ảnh Oppo Find N vẫn không hoạt động, Chúng tôi có thể thử cài đặt máy ảnh bên thứ ba thay thế từ cửa hàng Google Play. Tại thời điểm này, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt máy ảnh mở và tìm kiếm từ cửa hàng Google Play. Ứng dụng này miễn phí và có nhiều tính năng để hoạt động với Oppo Find N. Bước 4, cố gắng nâng cấp chương trình cơ sở. Một số vấn đề là do lỗi phần mềm. Bản nâng cấp chương trình cơ sở sẽ được đưa ra để khắc phục các lỗi hoặc sự cố máy ảnh. Vui lòng thử tìm hệ điều hành hoặc bản cập nhật từ menu cài đặt. Bước 5. Hard Reset về mặc định gốc khi tất cả các bước đều không hoạt động để khắc phục Oppo. File N. Các tùy chọn cuối cùng mà chúng tôi có thể thử khi camera Oppo File N không hoạt động bình. Thường là thông qua khôi phục cài đặt gốc. Hãy làm theo các bước để thiết lập lại Oppo Find N trong bài viết cụ thể này. Hãy cẩn thận vì khôi phục cài đặt gốc hoặc định cấu hình về mặc định ban đầu sẽ xóa tất cả dữ liệu và ứng dụng đã cài đặt. Hãy đảm bảo sao lưu tất cả dữ liệu trước khi thực hiện khôi phục. Cài đặt gốc. Làm thế nào để khắc phục sự cố tự động lấy nét của máy ảnh Oppo Find N hoặc máy ảnh bị mờ? Điện thoại này có tính năng tự động lấy nét. Nhưng một số người dùng cảm thấy khó lấy nét và một số ảnh bị mờ. Có một số khả năng có thể khiến bạn khó tập trung. Hãy thử làm sạch ống kính camera Oppo Find N, tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì bụi nhỏ phía trước máy ảnh sẽ làm cho cảm biến AF giữ tiêu điểm vào vật thể đó. Chúng ta phải luôn đảm bảo rằng ống kính máy ảnh của mình sạch sẽ bằng cách lau chùi thường xuyên bằng vải mềm. Kiểm tra mặt kính camera Oppo Find N có vết xước hay không? Những tình huống này tương tự như vấn đề bụi. Tự động lấy nét sẽ giữ tiêu điểm ở điểm không và khó lấy nét vào một vật thể thực. Khi thấy vết xước lớn hơn, chúng tôi khuyên bạn nên thay mặt kính camera bằng kính chính hãng tại trung tâm bảo hành được ủy quyền của Oppo. Một số phiên bản phần mềm, chương trình cơ sở khiến tính năng tự động lấy nét của máy ảnh Oppo Phone N không hoạt động bình thường. Vui lòng cố gắng sao lưu chương trình cơ sở mới nhất hoặc nâng cấp phiên bản Android. Các câu hỏi thường gặp khác về Oppo Phone N Camera. Camera trước của Oppo Phone N có đèn flash LED không? Không, camera selfie không có đèn flash chuyên dụng, nhưng chúng ta có thể sử dụng ánh sáng màn hình để giúp chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện rất tối. Chúng ta có thể chụp ảnh dưới nước với Oppo Find N không? Không, điện thoại này không chống nước. Vì vậy chúng tôi không thể chụp ảnh hoặc quay video trong nước. Tại sao Oppo Find N camera và ảnh chụp bị mờ? Nó có thể xảy ra do phần mềm hoặc phần cứng. Vui lòng làm theo các bước trên để đặt lại ứng dụng máy ảnh và kiểm tra xem ống kính điện thoại của chúng tôi có vấn đề hay không. Tại sao camera Oppo Find N hiển thị màn hình đen hoặc không có gì trên màn hình? Nếu các ứng dụng máy ảnh dừng hoặc gặp sự cố, trên màn hình sẽ xuất hiện màn hình đen. Chúng ta cần làm theo các bước trong bước đầu tiên và bước thứ hai để thiết lập lại phần mềm. Máy ảnh. Tại sao Oppo tìm được lỗi camera N sau khi nâng cấp phần mềm điều khiển Android? Trong một số trường hợp, việc nâng cấp phi chương trình nhỏ hoặc lớn có thể khiến ứng dụng camera Oppo Find N gặp một số vấn đề. Vui lòng thử đặt lại cài đặt ứng dụng máy ảnh về cài đặt gốc. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy cố gắng sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng và thực hiện khôi phục. Cài đặt gốc để đặt lại Oppo Find N của bạn về mặc định ban đầu và cuối video xin cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới